xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh nông nghiệp chân tâm thì hôm nay minh khoa có chuyến đi thăm và khảo sát các vườn bưởi à, da xanh đang làm hoa bưởi Tết năm 2023 2024 và chủ đề quay ngày hôm nay thì minh khoa muốn chia sẻ cùng với bà con đó là cái vấn đề tưới nước khi mà làm bông thì chúng ta có nên cắt nước hay không cắt nước bao nhiêu ngày hay là chúng ta tưới nước như thế nào thì minh khoa sẽ chia sẻ cùng với bà con trong cái video ngày hôm nay à, Trong màn ảnh bà con đang xem Đây là vườn bưởi da xanh à, 800 gốc Và à, hiện tại thì cây đã được 5 năm tuổi rồi Và năm trước thì đã trải qua cái à, quy trình làm bông của công ty nông tâm Thì đạt năng suất rất là tốt Và năm nay thì anh chủ vườn tiếp tục là theo quy trình à, làm bông công ty nông tâm Vườn này thì đã tiến hành à, rải phân gốc rồi Và đã phun được một lần tạo mầm hoa đối với vườn này bởi vì trên cây của mình không có mang trái truyền cho nên đang áp dụng cái quy trình sử dụng mkb để mà phun tạm mầm hoa còn những vườn mà mang trái truyền thì mình sẽ không dùng mkb nha bà con đó là mình khoan nhắc lại một chút về cái uh, uh, quy trình tạo mầm hoa quay lại chủ đề chính là trả lời câu hỏi bà con đầu tiên là có nên cắt nước làm bông hay không thì đối với cây bưởi da xanh không riêng gì là cây bưởi mà các cái cây ăn trái khác thì cái vấn đề cắt nước tạo sự khô hạn là một cái phương pháp làm bông và rất nhiều bà con chia sẻ với Minh Khoa rằng là những năm trước thì không hề cần phải phun xịt gì cả bà con mình chỉ cần cắt nước uh, 20 ngày một tháng xong rồi bà con mình chờ mưa xuống thì khi mưa xuống thì cây nó ra hoa đồng loạt ra hoa cực kỳ nhiều nhưng mà nó có một cái trường hợp xảy ra đó là khi cây của mình ra hoa nó vừa đi đọt vừa ra hoa và nó rụng hết bông. Nguyên lý của cây bưởi da xanh là khi cây của mình nó vừa đi hoa, vừa đi đọt thì cây sẽ ưu tiên tất cả dinh dưỡng dồn lên để mà nuôi phần lá, phần đọt và nó sẽ đào thải tất cả bông và trái. Thì như vậy là chúng ta làm bông thất bại. Như vậy trả lời câu hỏi bà con là có nên cắt nước hoàn toàn hay không? Thì Minh Khoa xin trả lời bà con là mình không cắt nước hoàn toàn để mà làm bông. Bởi vì chúng ta cắt nước làm bông thì cái này là phương pháp này chúng ta không tốn tiền để phun tạo mầm nhưng ngược lại thứ nhất là làm cho cây mình bị suy tại vì mình cắt nước kéo dài trong 20 ngày một tháng thì lá rụng rất là nhiều và bộ rễ nó bị khô đi thì lúc này mưa xuống rất dễ bị nấm bệnh nó xâm nhập vào và thứ hai nữa là cây vừa ra hoa vừa đi đọt thì không thể nào mà đậu trái được cho nên bà con mình không nên áp dụng phương pháp cắt nước hoàn toàn và chờ mưa hoặc là mình tưới nước lại vậy thì chúng ta tưới nước như thế nào là phù hợp trong suốt cái quy trình làm bông à, bưởi da xanh thì khi mà tiến hành làm bông bưởi da xanh cái bước đầu tiên là chúng ta cần phải tiến hành rải phân gốc để mà tạo mầm thì đối với cây bưởi tơ bà con mình rải lân đơn và kali đơn lân đơn ở đây mình có thể dùng kali à, lân super hoặc là lân nung chảy còn đối với vườn nuôi trái truyền thì bà con mình phải rải phân ba số cân bằng để nuôi trái với lại kali đơn để làm già lá nhanh thì như vậy sau khi bà con mình rải phân xong thì bà con mình cần phải tưới nước đầy đủ cho cây để làm sao để cho cái cây của mình nó có thể hấp thu được cái dinh dưỡng mà bà con mình rải vào gốc thì bà con mình rải xong thì phải tưới nước đều tưới nước nhiều cho bên khoa để mà cái cái cây của mình nó hấp thu được đầy đủ dinh dưỡng ở phần gốc và sau đó rồi thì bà con mình sẽ dần dần giảm lượng nước đi nhưng bà con mình phải lưu ý rằng mình sẽ không cắt nước hoàn toàn mà mình chỉ giảm dần lượng nước đi thôi bởi vì cắt nước hoàn toàn thì nó sẽ suy cây và khi nó mưa xuống nó sẽ bị ra hoa và nó đi đọt cho nên bà con mình lưu ý là mình sẽ tưới nước đầy đủ và mình giảm dần giảm dần thì một quy trình mà phun xịt tạo mầm hoa nó kéo dài khoảng độ là từ 5 tuần cho đến 6 tuần thì mỗi một lần phun như vậy bà con mình cách nhau 10 ngày thì bà con mình sẽ giảm dần mỗi một lần phun là bà con mình giảm đi 10% lượng nước tưới Minh Khoa lấy ví dụ lần lúc bà con mình bắt đầu rải phân phun xịt lần đầu tiên bà con mình tưới nước 100 lít cho cây thì sau khi phun xong một tuần sau bà con mình phun lần thứ hai thì bà con mình giảm xuống lượng nước chỉ còn 90 lít rồi lần tiếp theo bà con mình lại giảm xuống còn 80 lít rồi 7 ml, 5 ml. Cứ giảm dần như vậy thì tới lúc mà bà con mình phun tạm bằng hoa xong thì lúc đó là lượng nước bà con mình đã giảm đi một một, một nửa lượng nước rồi. Và sau khi bà con mình phun cái cử cuối cùng là cái cử mà phá vỡ miên trạng ngủ của bằng hoa thì lúc này bà con mình sẽ cắt nước hoàn toàn luôn. Thì thông thường trong cái quy trình làm bông của trung công tâm thì mình cắt nước khoảng độ tầm 7 đến 10 ngày thôi để mình tạo cái sự khô hạn và giúp cho cây của mình nó sẽ ra bông một cách là đều hơn. Thì sau khi bà con mình cái dạng mà bà con mình phun lần KNO3, phun KNO3 xong thì lúc đó là một tuần sau bà con mình khi thấy cây của mình nó nhú hoa đều bà con mặt lá thì giai đoạn đó là bà con mình cắt nước, cắt nước khoảng một tuần cho đến 10 ngày tùy vào từng vùng nha. Bà con mình yếu phải nắm được cái yếu tố thổ nhưỡng của mình. Ví dụ những vùng mà bà con mình nằm ở Bình Thuận nè, nằm ở Tây Ninh nè, đất của mình là đất cát thì nó sẽ rất là hốc nước thì bà con mình giảm lượng nước cũng giảm vừa phải thôi phải nhìn cái lượng cây của mình nữa đừng để cái cây của mình trong quá trình làm bông mà nó héo quá tại vì nguyên tắc làm bông là chúng ta làm cho cây chúng ta nó sẽ chậm quá trình sinh trưởng lại cây mình nó già lá nó đứng đọt lại và ra hoa nhưng bà con mình đừng để cái cây của mình nó héo hoặc là đừng để cây mình nó rụng lá nhiều mình khoa lấy ví dụ nếu như bà con mình trong quá trình làm bông mà bà con mình tưới nước không đủ thì cây mình nó héo nước nó khô nó bị háo nước thì khi mà có những cơn mưa đầu mùa hiện tại bây giờ là một số vùng là bắt đầu có những cơn mưa đầu mùa rồi thì nếu bà con mình để cái cây mình nó thiếu nước quá thì mưa đầu mùa xuống một phát thì cây mình nó sẽ bùng nó đi đọt và nó ra bông luôn thì như vậy là cái thời gian của mình nó sẽ không không đúng theo là cái lịch làm bông của mình mong muốn và cái thứ hai là khi mà nó đi đọt như vậy mình không khống chế được đọt thì nó sẽ nó sẽ bị là cây của mình nó sẽ bị lúc này nó bị rụng bông luôn thì bà con mình làm sao mà trước khi lặt lá bà con mình cắt nước khoảng độ từ 7 cho tới 10 ngày lúc đó bà con mình đi phân để kích bông phun xịt kích bông thì lúc đó là cây của mình nó sẽ ra hoa ra hoa thì trong cái quá trình mà cây mình bắt đầu nhú hoa thì tại vì khi, từ khi mà nhú hoa cho tới lúc mà hoa nở xả nhị thì nó mất gần cả tháng luôn cho nên lúc này cái cây mình có đi đọt cũng không sao đâu bà con tại vì làm sao mà mình làm để cây của mình nó vừa nhú hoa mà nó vừa nhú đọt luôn thì lúc đó mình sẽ điều chỉnh dinh dưỡng để cái cây của mình nó lúc mà nó cây của mình nó xả nhị thì nó sẽ vừa già đọt mình khống chế đọt thì cái vấn đề này mình khoa sẽ nói trong những cái video tiếp theo về cái cách chúng ta kích đọt kích bông làm sao để mà cây của mình nó nó đi đọt mà nó sẽ già lá đúng vào cái thời điểm mà cây của mình nó xả nhị để cây của mình nó không bị cạnh tranh dinh dưỡng thì trong video này Minh khoa nhắc lại bà con nha là mình không cắt nước hoàn toàn và mình sẽ giảm dần lượng nước cứ mỗi một lần phun bà con mình giảm đi 10% tính theo lượng nước tưới hoặc là tính theo thời gian tưới thì bà con mình cứ giảm dần giảm dần suốt thôi ví dụ như bà con mình tưới mỗi lần là một tiếng thì ví dụ mình giảm một tiếng là 60 phút bà con mình giảm 10% thì lần thứ hai bà con mình giảm đi 6 phút Và tưới thôi nó đơn giản mà mình cứ tính uh, chia ra thành 10 phần rồi mình cứ giảm từ phần từ phần như vậy và trước khi mình lặt lá thì bà con mình thể là lặt mình mình siết nước hẳn luôn từ 7 đến 10 ngày nhưng mà Minh Khoa cũng chia sẻ bà con luôn là đối với thời điểm mình làm bông tết này cái vấn đề cắt nước của mình là cực kỳ khó khăn bởi vì hiện tại là chuẩn bị mưa rồi rất nhiều vùng là mưa rồi đã có những cái cơn mưa đầu mùa rồi có những vùng là đang chuẩn bị mưa cho nên làm cái vấn đề cắt nước hoàn toàn của mình rất là khó cho nên bà con mình trong quá trình làm bông làm sao mình giữ được cái độ ẩm trong vườn của mình nó ở mức độ vừa phải mình không tưới nước nhiều quá tại vì khi mình tưới nước quá nhiều á tưới nước bình thường như là mọi khi á thì lúc đó là cái cây của mình nó cũng sẽ rất là sung thì mình rất khó làm già lá và rất khó để cái cây của mình nó chuyển từ cái giai đoạn mà sinh trưởng sang giai đoạn là sinh sản được thì bà con mình cũng không nên là tưới nước nhiều quá tại vì tưới nước nhiều quá cây sung lắm thì mình giảm lượng nước nhưng mà giảm dần giảm dần qua từng lần phun tại mình mỗi lần phun mình cách nhau 7 ngày mà tổng cộng mình phun tới năm sáu lần thì cứ mỗi lần như vậy bà con mình giảm từ 10 cho tới 15 trăm 20 phần trăm là tùy tùy vào đất nha nếu cây của mình sung thì bà con mình bớt lượng nước lại còn cây mình suy thì cố gắng tưới nước nhiều nhiều lên một chút à, cái này là mình hoa nói thêm nữa nè. bây giờ mình không quên mất đối với những vườn sung mình tưới nước giảm lại còn với những vườn suy là mình phải có cái chế độ chăm sóc đặc biệt thì mình phải vừa dưỡng ở trên cây vừa tạo mầm ở trên cây mà vừa tưới nước đều, tưới nước đều thậm chí đối với những vườn suy nha. Tại vì có rất nhiều vườn bây giờ là cây không có sung, thậm chí là cây còn bị là vàng lá, lá hơi vàng, lá hơi teo nhỏ nhưng bà con mình vẫn làm bông. thì đối với những vườn mà bị suy như vậy thì bà con mình cứ tưới nước nhiều, đừng để cây mình nó tiêu nước. tại vì đối với những vườn mà cây nó suy á, nó rất dễ ra bông, cho nên bà con mình đừng lo cái vấn đề là cây của mình nó không ra bông được, mình cứ tưới nước bình thường làm sao cho cây mình nó sung lên, nó khỏe lên thì càng tốt. thậm chí đối với những vườn suy đó thì bà con mình cái, cái, cái lượng trái bà con mình không cần phải lấy nhiều đâu. cho nên bà con mình không cần phải 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 quá khắc khe về vấn đề mà tưới nước nha cứ tưới nước nhiều đối với vườn suy. còn vườn sung thì bà con mình giảm lượng nước dần lại, dần lại, dần lại để mà mình à, à, để mà cây của mình nó ra hoa một cách tốt nhất. thì qua cái video này, minh khoa muốn chia sẻ cùng bà con đó là cách mà chúng ta tưới nước làm sao có nên cắt nước hoàn toàn hay không tưới nước thế nào cho nó phù hợp cho cây bưởi xanh của mình và hiện tại thì cây bưởi giấy xanh của chúng ta vẫn đang trong vụ làm bông bưởi tết và thời gian này bà con mình tiến hành làm bông ngay thời điểm hiện tại thì vẫn kịp bình thường nha bà con cho nên là những bà con nào mình chưa biết cách làm bông chưa tiến hành làm bông mà cần sự hỗ trợ về kỹ thuật hay là cần mua những cái sản phẩm về phân hóa mầm hoa thì bà con mình có thể liên hệ với công ty nông tâm qua số hotline 0988 668 991 Công ty nông tâm có chính sách là bán hàng toàn quốc, giao hàng tận nơi cho bà con. Bà con mình cần đặt hàng hoặc là cần tư vấn cái gì thì cứ nhắn qua số điện thoại này hoặc là nhắn qua Zalo thì mình Khoa sẽ tư vấn cho bà con về cái cách mình làm bông bưởi Tết. Và nếu bà con mình làm bông không kịp bưởi Tết không sao đâu. Tại vì mình nếu những vườn nào mình có rất nhiều vườn họ không làm bưởi Tết mà sợ họ sẽ làm bông thu hoạch vào dịp rằm tháng giêng hoặc là những tháng sau đó nữa cho nên mình không cần phải lo lắng gì cả chỉ cần đối với cây bưởi giấy thanh của chúng ta mình làm năng suất đạt trái của mình mẫu mã nó đẹp thương lái họ mua có cành lá trái tròn mỏng vỏ mỏng nước ngon ngọt là lúc nào mình cũng sẽ bán được thôi trừ phi là những cái trường hợp như ngày xưa là dịch bệnh rồi biên giới đóng cửa các thứ thì mình kinh doanh rất là khó còn bây giờ hiện tại thì bà con mình cũng không cần phải quá lo lắng về cái, cái vấn đề thời vụ nha thì qua à, à, nếu bà con mình xem video mà cảm thấy hay thì có thể là nhấn đăng ký Kênh để mà sau này khi mà qua ra video mới thì bà con mình có thể dễ dàng nhận được thông báo thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video và hẹn là bà con trong những cái video sau